Bạn có chắc dầu gội bạn đang dùng đúng là loại có thành phần tự nhiên? Nhà tàu mẫu tóc sẽ cho bạn biết. Một số loại dầu gội thường để lại vết đen của thuốc nhuộm, bạn có thể thử nghiệm tại nhà. Xin giới thiệu Rejoice Nguyên Huyền mới. Dầu gội mới tốt như dùng bột kết với tinh chất hạt hữu ô mà hoàn toàn không có thuốc nhuộm đen, cho tóc bạn mượt hơn và đen một cách tự nhiên mà hoàn toàn không có thuốc nhuộm. Rejoice Nhung Huyền mới, tóc Nhung Huyền tự nhiên.